có gì bên trong căn biệt thự nhà vườn rộng 1.300m2 của nam diễn viên Hồng Đăng, khiến ai cũng phải trầm trồ. Diễn viên Hồng Đăng vừa tậu thêm một căn biệt thự hoành tráng rộng tới 1.300m2 ở ngoại thành Hà Nội để làm nơi nghỉ dưỡng cho cả gia đình. Gần đây, diễn viên Hồng Đăng đã khoe trên trang cá nhân ngôi nhà mới tậu ở ngoại ô, với dòng trạng thái ngọt ngào gửi tới bà xã Nguyễn Anh Đào. 18 năm trước anh hát bài Bức Thư Tình đầu tiên tặng em và hôm nay bài hát đó đã thành hiện thực. Cùng xây tiếp ước mơ nhé. Đáp lại, bà xã Hồng Đăng cũng hưởng ứng bằng việc trích lời bài hát Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, ta đưa nhau về miền quê em thấy vui hơn. Căn nhà của vợ chồng Hồng Đăng cách trung tâm thành phố Hà Nội 35 phút đi ô tô, rộng tới 1.300m2. Nhà mới của nam diễn viên nổi tiếng được thiết kế theo lối nhà cổ, với khoảng sân vườn khá rộng để các bé thoải mái vui chơi. Diễn viên Hồng Đăng từng hài hước chia sẻ, lý do anh mua ngôi nhà này để làm nơi nghỉ dưỡng tuổi già. Tuy nhiên, căn nhà không chỉ để nghỉ dưỡng, vợ chồng nam diễn viên còn trồng nhiều loại rau sạch trong vườn để có thể tự tay thu hoạch, làm nguyên liệu cho những bữa ăn ngon cho gia đình. Với không gian ngoài trời rộng rãi, thoáng mắt, gia đình Hồng Đăng có thể tổ chức những bữa tiệc nướng ngoài trời. Trong khu bếp được thiết kế rộng rãi, thoáng mát lại không kém phần ấm cùng. Được biết, bên cạnh căn nhà vườn hơn 1.000m2 mới mua, Hồng Đăng cũng sở hữu một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Hồng Đăng cho biết, cuộc sống của anh luôn êm đềm, và anh luôn trân trọng những phút giây hạnh phúc bên vợ và hai con.